Chào mừng em đã quay trở lại với cái channel của tôi. Cái trang ngày hôm nay, ok. Thì hôm nay mình đã chơi vị tướng mới Bri, okay. Hôm nay trận đấu mình gặp hai đứa đánh nhau. Thôi mọi người ơi, nhường nhau đi mọi người ơi. Nhường nhau đi, ra đi tốt cũng được. Để cho video support cũng được, ok ok. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Bri. Tại vì đông quá, ui. Gì vậy anh hai, hay anh ghép mình này. Chưa thì cần gì là hai em đứng mũi rồi. Bắt anh cái này, ôi trời, ôi về. Thôi về, xong bot về. Không bắt được, về đi. Tại vì đấu hạng mình không bị được con này ấy. Cấm nhiều quá. Nên cao thủ cấm nhiều quá. Về, xong bot đây. Tại vì cấm nhiều quá nên mình không chơi được. Nên mình vào đấu thường nhá, sau đây anh em nhá. Mình đấu hạng rồi mình quay clip sau. Đây, thì hôm nay mình lại bỏ về đi cũng về. Thọt này mọi người ơi, bị đội ép thuật này, đấu game vô thuật này sao ăn được này. Thì hôm nay mình sẽ nói về vị tướng Bri này rất là lỗ mọi người nhá, trường lỗ quá. Con này rất là kinh khủng đi, sát thương rất cao, lỗi nhiều quá. Mình cũng cảm nhận con này rất lỗi, còn các bạn thì cảm nhận như nào, nhưng mình cảm nhận con này rất là lỗ. Đánh con này đưa cho bot. Đây ủi gì ăn mạng kìa, thật quá mọi người, ủi ăn lấy mình nữa kìa. Thôi về đầu game bạn thuật này lết game sao ăn được rồi. Thì đồ trang bị hỗ trợ thì mình để trên dưới màn hình ấy, còn ngọc thì mình để phần dưới mô tả. Thì con tướng mình rất lỗ mọi người, rất là khỏe, kinh khủng quá. May cũng bị lép lắm chưa cuối đấy mọi người. Ok thì bé nào, trời ơi, ăn luôn nè, cứ mốt. Nhiều khi chán quá. Con này cũng, mình chơi cũng khá là bình thường thôi. Nhưng thấy mọi người cũng bảo, cấm nhiều. Con này cũng khỏe mọi người ạ. Ngồi đi ganh này, chết nổi sao ăn nổi đây. Từ anh em ơi, từ từ thôi. Rồi, phan này, sao ăn nổi này. Từ ra, từ từ thôi, rồi. Thôi anh ấy thay. Một pha rất là cay cú vị trí của top đích cha. Anh hiểu quá sao ăn đây, trời ơi cay ơi là cay. Rồi nghe lên luôn. Kìa đúng rồi, có mặt. Ui cay nhiều thế kìa mấy ông. Cay này nó ăn được. Trời may quá, ăn một mạng. Thọt này ăn làm sao. Quái quá, chưa ai tới thì ăn vào nét đấy. Thôi về. Không ăn dòng đi, dòng rồi ơi, mình support gì đấy. Rồi hai ông kia chửi nhau này. Thôi hai đứa nhìn nhau đi nào, dòng rồi đấy. Trận này thọt rồi. Trận này mình định đi rừng ấy, nhưng mà thôi, nó không cho đi rừng thôi, mình đi đi vậy. Này mình đi đường xem mắt với cái mẹ con này, xem phải con cực khủ hay cực bá không. Đây ông nội em, ông kia, hai đứa lại chơi nhau nào. Tên mạng cũng thế đấy, tên mạng cũng 2 mít đấy, tên mình cũng 2 mít. Sự tình trùng hợp không thể nhẹ đấy. Có pha vào, ở ông đừng là pha đánh tôi cái. Tập này ăn nào. Chứ cuối lên.
đấy trụ phết, khỏe phết á. À, mình nói về chiêu thức của con này nhá, thì con này lộ tại là có hai, lộ tại nó một là đánh, nếu chúng ta đánh gần ấy thì chúng ta sẽ cận chiến bằng kiếm, còn đánh xa thì chúng ta thi đao. Ở đây ta tranh này bắn luôn này, bật chiêu hai lên mà dí cái bật chiêu cuối lên, phóng 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 đúng một mạng rơi phát đuổi lại chết rồi. Trận này cay nha, trận này rất là cay luôn đấy, rất nhiều quá, ăn một mạng xong lại đổi mạng nữa, sao gì đi phí đâu. Thôi, sao tiếp vậy? Với ganh đều hết bóng rồi. Nên chỉ đánh nhau lại phí chứ. Trận này khó ăn này. Phàm tí có đồ lại cân, mẹ cân 4 cân 5 làm sao nhỉ? Mà ăn con rồng đấy. Đừng nghĩ là con rồng, tại mình ăn rồng hộ đấy. Đừng con rồng đấy, chịu luôn rồi. Ăn hộ nó vậy. Giờ như này lên được xong bắt áp là mình có nhiều tốt đánh lắm mọi người ạ. Con này thì đừng một người đừng lên nhiều tao đánh nhiều để mình sử dụng tầng floor này mắt quá thử luôn. Đây, bật thứ hai đây mà đánh người lên bật thứ cuối đây mà phi đao ăn mình á. Nếu mà một người bật thứ cuối đây ấy, nếu mọi người hạ được trong 3 giây đấy mọi người sẽ hồi tất cả cái máu lại, hồi lượng giáp đấy sẽ hồi lại máu. Còn trong 3 giây mọi người bị tên địch đánh, mọi người không ăn hạ được tên địch ấy thì mọi người sẽ bị chết nhá. Các bạn dùng cái chiêu cuối đừng bị ngu, đừng ngu là khó lắm, người sẽ bụi này nhanh mà. Bạn làm gì bị bạn này, chuẩn bị giao tanh này. Ôi rồi kẻ rồi, bạn tập biến lên. Triệu vân định làm gì cơ à, được có bạn được bạn được bạn ăn ra phát luôn này, ăn ra phát luôn lại kẻ này. Trời ơi bạn chưa cuối lên mà phi vai đấy đau chưa. Trời ơi phi trụ luôn ha, thật khó gì đấy. Double kill rồi, bạn chưa kill không được, triple kill được, hay quá. Ấy một người đưa farm này xanh ngay. Đó em có mà hai mạng kia được mega rồi đấy nhưng mà bị KS. Để tụi luôn mình đi về mất máu rồi. Rồi anh em lên ăn chi sơ luôn anh em ơi. Anh chi sơ rồi để trụ đây. Đấy mọi người farm lấy game mọi người khỏe ngay. Con thứ này thuộc hội lấy game mọi người ạ, lấy game và lấy game thôi. Con này farm mọi người lính lên tao đánh nhiều quá. Thì chiêu một của nó là phi down, nếu chúng hai tên địch thì sẽ choáng hay choáng mục tiêu. Ok chưa? Kệ đi, bộ chim đừng lên mạng. Còn chiêu hai thì mọi người ám sát nhé, bật chiêu hai sẽ ám sát mục tiêu và cận chiến. Còn chiêu cuối thì mọi người bật lên sẽ bất tử 3 giây, thì nếu trong 3 giây lấy mọi người giết được địch thì mọi người sẽ có mạng, còn không giết được thì mọi người sẽ chết nhá. Nó thế là cho được hiểu, cho dễ hiểu nhá. Còn mọi người bật luôn khi giao tranh, chứ lưu ý là cấm bật khi còn ít máu. Nếu mọi người bật ít máu mọi người không ăn được mạng ấy thì mọi người chỉ cũng lên bảng số thôi, mọi người tự bắt giá mình ấy. Ui hai thằng bông mình ấy. Bạn làm gì mình bạn ơi, bạn không đủ trình để bạn nhiều nhá, không bật lưu không, mình khi bật lưu cho mọi người nhá. Ok đấy, nếu bạn bật chiêu cuối mà ít máu ấy, dưới ít máu ấy, nếu bạn không ăn được mạng ấy thì bạn sẽ bị chết từ từ trong 3 giờ đấy luôn, bạn chết tiêu hủy luôn. Nếu tôi định đánh mạng bạn dưới nhiều máu tôi định bạn đánh mạng đây pha là này, mình không bật chiêu cuối được tại vì đông quá không bật được thì mình rút lui nhá. Còn đầy cái máu thì mọi người bật lên mọi người đánh, nếu tôi định hạ lê sát thương người mình ấy thì mình còn ít máu mình sống được, nhưng hoặc bật ít máu thì bạn bật lên thì nếu được xả chiều người bạn thì bạn không ăn được mạng nào thì bạn sẽ chết từ từ thôi. Đấy. Chúng nó thế cho dễ hiểu nhá. Rồi có mạng này. Đi chứ cơ. Thôi. Quả là chưa khoai ra là có mạng rồi đấy. Chưa khoai không có tường mọi người ạ. Chưa khoai không có tường. Này có mạng á. Đi lẻ ai. Double kill thôi. Mọi người ơi thắng mọi người ơi. Thì mọi người xem cái clip mình thấy hay mà bổ ích thì mọi người cho mình xin một like và đăng ký thì tự sau mình sẽ làm cái trai thôi nhá. Thôi thì mọi người nhớ ấn like và đăng ký nhé. Còn bây giờ thì mình tạm biệt mọi người nhé. Bye bye.